cái quan trọng nhất á là tính chính trực. Chuyên gia nói, chương trình đối thoại giữa siêu mẫu Võ Hoàng Kiếm với những ông chủ doanh nghiệp nổi tiếng trên thương trường. Quan trọng nhất không phải là ở điểm xuất phát, quan trọng là khi chúng ta chọn, ta phải có ý chí. Với các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế. Hôm giờ em thử em làm nhầm tuyển dụng, em vô em coi cho mấy bạn hiểu được là nó như thế nào anh ha. Dạ em chào anh. Dạ. À, chào em. Dạ. À, mời em ngồi. Bạn có gây cảm tình được cái nhà tuyển dụng hay không? Thì trong vòng 7 giây đầu tiên. Nơi những CEO bật mí những bài học thất bại của chặng đường khởi nghiệp lẫn bí quyết thành công trong kinh doanh. Mà trời mùa đông lạnh giá ở bên Cali á, trời lạnh lắm. Tôi đứng từ sáng đến chiều, đứng trước cửa một siêu thị để mà chờ cái anh chủ đó anh ra anh tiếp mình. Nơi mà các vấn đề của khán giả sẽ được các khách mời giải đáp một cách trọn vẹn, đầy đủ. Không phải hồi xưa là chúng ta dắt cái xe máy ra đường là chúng ta làm business, giống như chuyển đổi số để tồn tại. Chuyên gia nói, 22:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7, 8 giờ sáng thứ sáu trên YouTube MCV Media và hệ thống MCV Network.